Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ năm, ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị quán triệt quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị và kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng sự mái trường mang tên đại tướng. Cảng hàng không Đồng Hới đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ bay. Quảng Bình dự kiến trồng mới 1.500 hectare cao su trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 4 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang yêu cầu cả cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cần quán triệt cụ thể và sâu sắc các quy chế, quyết định của Bộ Chính trị, đảm bảo cho việc thực hiện chặt chẽ và hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Về triển khai kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị để mình tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn nội dung được sinh hoạt chính trị với việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong học tập nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân bổ sung vào phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hoàn thiện những nội dung cơ bản của quyết định 217-218 của Bộ Chính trị. Trong đó, quyết định số 217 gồm 5 chương 19 điều, quy định về mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Quyết định số 218 gồm 5 chương 21 điều, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn những nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm triển khai tốt được sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy chính quyền các cấp trong việc giám sát, đánh giá từng tiêu chí, đồng thời có hướng dẫn cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh và phân bổ nguồn vốn đối ứng cho các xã tập trung xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Đến nay, 100% số xã đã tổ chức triển khai công bố quy hoạch, 134/136 xã đã cắm mốc chỉ giới quy hoạch, 100% xã đã được phê duyệt quy hoạch trung tâm xã. Trong 8 tháng đầu năm 2014, tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt được là 1.265 tiêu chí, tăng 70 tiêu chí so với đầu năm. Cụ thể, có 9 xã đạt từ 17 đến 19 tiêu chí, tăng 3 xã so với đầu năm, 24 xã đạt từ 13 đến 16 tiêu chí, 23 xã hoàn thành từ 10 đến 12 tiêu chí, 66 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng 11 xã đăng ký đạt nông thôn mới trong năm 2014 đang tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, đặc biệt là công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014. Vừa qua tại thành phố Đồng Hới, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế đã tổ chức chương trình tập huấn về quản lý hậu cần phương tiện tránh thai và kỹ năng sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý hậu cần phương tiện tránh thai LIMS cho cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thuộc tuyến huyện của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tại lễ tập huấn, các chuyên gia của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đã cung cấp cho học viên những thông tin về dự báo nhu cầu phương tiện tránh thai của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, dự báo số người sử dụng các biện pháp tránh thai giai đoạn 2011-2020, phổ biến quyết định số 199 của Bộ Y tế về việc quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai thuộc chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, các học viên được tiếp cận với việc khai thác phần mềm hệ thống thông tin LMS
quản lý hậu cần phương tiện tránh thai trên máy tính và được các chuyên gia phần mềm trực tiếp hướng dẫn thực hành phần mềm LMIS trên máy tính ngay tại lớp với các nội dung thực hành như báo cáo của huyện, lập kế hoạch phân phối, xuất hàng, nhập kho, kiểm kê kho. Khóa tập huấn giúp cho cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình được nâng cao kỹ năng để chuẩn bị dữ liệu dự báo phương tiện tránh thai chính xác hơn. Việc sử dụng và khai thác hệ thống LMIS sẽ tăng cường đáng kể năng lực quản lý hậu cần các phương tiện tránh thai tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định đổi tên trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình thành trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Vậy là bước vào năm học này, nhà trường có thêm niềm vui mới, đồng viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với tên tuổi của vị tướng tài, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Học sinh cả nước đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp khởi đầu năm học trên tâm thế lạc quan, tin tưởng. Quá trình xây dựng và phát triển của trường từ năm 1996 đến nay là chặng đường đầy vinh quang. Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng tặng thưởng cho trường bằng khen về thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Niềm tự hào là mái trường mang tên đại tướng sẽ lắng sâu vào cảm xúc, thăng hoa thành động lực tinh thần để nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Bản thân em và có lẽ là tất cả các học sinh đang học tập và sinh hoạt tại trường đều cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập dưới ngôi trường mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị đại trí, đại nhân, đại dũng nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn là trên toàn nhân loại. Và có lẽ chính vì lẽ đó mà mỗi học sinh cảm thấy trách nhiệm của mình càng phải to lớn, nặng nề hơn. Chúng em xác định rằng bản thân mỗi học sinh sẽ phấn đấu hơn nữa trong công việc học tập và trong các hoạt động xã hội để giữ gìn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó của người. Trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình thành lập năm 1996. Đây là trung tâm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh bậc trung học phổ thông của tỉnh Quảng Bình. Năm học nào trường cũng là đơn vị dẫn đầu khối trung học phổ thông toàn tỉnh với hàng trăm giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hàng chục giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm 2007, em Đặng Ngọc Thanh, học sinh của trường đã giành huy chương bạc kỳ thi Olympic toán quốc tế. Đội ngũ sư phạm nhà trường tất cả đều đạt chuẩn, trong đó gần 60% giáo viên đứng lớp có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập từng bước được chuẩn hóa theo hướng hiện đại. Việc tỉnh Quảng Bình cho phép trường mang tên vị tướng huyền thoại vừa là sự ghi nhận đóng góp của trường vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước, vừa giao cho nhà trường nhiệm vụ nặng nề, đó là phải dạy và học thật tốt để xứng đáng với danh thơm của bậc vĩ nhân. Ủy ban nhân dân Quảng Bình đã có quyết định đổi tên trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình thành trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Đây là cái sự ghi nhận của tỉnh đối với nhà trường. Và đồng thời là một cái thách thức, một cái nhiệm vụ mới nhà trường để mà nhà trường thực sự là một cơ sở đào tạo những nhân tài cho tỉnh, cho quê hương, đào tạo cái nguồn nhân lực cho quốc gia. Đồng thời với mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp mà một vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam thì đòi hỏi nhà trường phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng tên gọi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước khi làm một vị tướng cầm quân đánh giặc, đại tướng từng là một giáo viên dạy sử. Trong hiện tại, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà là nét phong cách trong con người đại tướng vĩ đại, văn võ song toàn. Lấy một cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao của tỉnh mang tên đại tướng là thể hiện tấm lòng tri ân của quê hương Quảng Bình đối với đại tướng kính yêu. Đây cũng là một cái cơ duyên mà trước hết là cơ duyên nó từ những cái tâm nguyện của đại tướng đối với giáo dục nói chung, giáo dục Quảng Bình nói riêng và đối với cái giáo dục phổ cập nói chung và chú ý của đại tướng đối với cái giáo dục đỉnh cao, giáo dục nhân tài, trước hết là giáo dục những con người có đức có tài và là những tài năng sau này cho đất nước. Thế thì cũng là một cái tin rất là vui và rất là cảm động trong những ngày này và cũng tin tưởng là cảm thấy là đại tướng chắc chắn là sẽ rất là hài lòng và mong là
các thầy, các cô giáo, nhà trường với cái niềm vinh dự và tự hào thì sẽ có những cái cố gắng để thực hiện được những cái lời dặn của Đại tướng. Thực hiện lời căn dặn của Đại tướng khi người về thăm trường năm 2002, thầy cô giáo quyết tâm dạy thật giỏi, học sinh gái trai chăm ngoan học giỏi, mai sau lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Đó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm của thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Năm học mới 2014-2015 đã bắt đầu, nhưng tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy, hệ thống vật chất cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc học tập của học sinh vẫn còn thiếu thốn và chưa được hoàn thiện đồng bộ. Trường tiểu học Dương Thủy thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, nằm trên địa bàn thấp trũng, thường xuyên ngập nước nên sân trường không đảm bảo cho việc vui chơi học tập của các em học sinh. Nhằm chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới, ngay từ trong hè, hội phụ huynh học sinh phối hợp với ban giám hiệu nhà trường chủ động tổ chức quyên góp tiền và công sức từ các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm xây dựng lại trường lớp. Trường đã quy hoạch và san lấp mặt bằng sân trường, tạo ra sân chơi bãi tập cho các em học sinh với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên, trường tiểu học Dương Thủy vẫn còn 5 phòng học và nhiều trang thiết bị dạy học khác đang xuống cấp, rất cần phải cải thiện sửa chữa. Được biết, trường tiểu học Dương Thủy hiện có 288 học sinh đang theo học ở 12 lớp học. Trong những năm qua, số lượng học sinh khá giỏi luôn chiếm trên 80%. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Cảng hàng không Đồng Hới đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ bay. Quảng Bình dự kiến trồng mới 1.500 hectare cao su trong năm 2014. Sau hơn 5 năm chính thức đưa vào khai thác, cảng hàng không Đồng Hới đã không ngừng tăng trưởng về tần suất bay và số lượng hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong và ngoài tỉnh. Cảng hàng không Đồng Hới được đưa vào sử dụng đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và theo đó, lượng khách đến Quảng Bình cũng ngày một tăng cao. Xác định được ưu thế đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tăng tần suất các chuyến bay đến cảng hàng không Đồng Hới. Thay vì trước đây, cảng hàng không Đồng Hới chỉ đón bình quân 3 chuyến một tuần thì đến nay đã tăng lên 14 chuyến một tuần, vào những tháng cao điểm tăng lên 21 chuyến một tuần. Riêng từ đầu năm đến nay, cảng hàng không Đồng Hới đã đón trên 790 lần cất hạ cánh với lưu lượng hành khách lên đến trên 72.000 lượt. Không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao mà hiện nay cảng hàng không Đồng Hới đã nâng cao năng lực tiếp nhận máy bay cất hạ cánh 24/24 giờ thông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS. Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy qua cửa khẩu đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã xử lý 42 vụ vi phạm, giảm 41 vụ so với cùng kỳ năm 2013, với giá trị hàng hóa vi phạm gần 350 triệu đồng, tổng số tiền phạt ước tính đạt gần 230 triệu đồng. Ngoài ra, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn cửa khẩu như Bộ đội Biên phòng, Công an, phát hiện, bắt giữ và xử lý 26 vụ vi phạm vì hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ các loại, vũ khí và các chất ma túy qua biên giới. Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang triển khai kiểm tra giám sát, kiểm soát chặt chẽ và có trọng tâm trọng điểm các hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình tại cửa khẩu và khu vực trọng điểm, phối hợp tốt trong công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi vận chuyển pháo các loại, ma túy tổng hợp, vũ khí qua biên giới. Để mình công tác tuyên truyền, vận động quân chúng phối hợp với cơ quan hải quan tham gia phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới, tổ chức các đối tượng vi phạm để tiến hành đấu tranh ngăn chặn. Qua đó nhằm làm tốt công tác phòng chống tội phạm, gian lận thương mại qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong thời gian tới. Tiếp tục xác định cây cao su là loại cây công nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân vùng gò đồi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã có chủ trương khuyến khích các địa phương chủ động phát triển cao su tiểu điền, bao gồm cả trồng mới và phục hồi những diện tích đã bị gãy đổ trước đó do thiên tai. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 hectare cao su tiểu điền và đại điền, giảm hơn 3.000 hectare do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2013. Đến thời điểm này, các địa phương đã phục hồi được gần 5.000 hectare cao su bị gãy đổ và tiếp tục có kế hoạch cho vụ trồng mới cao su 2014. Dự kiến trong năm nay, Quảng Bình sẽ trồng mới 1.500 hectare cao su tiểu điền, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển các diện tích cao su một cách bền vững. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hội thảo
bàn về vấn đề phát triển cây cao su trên vùng đồi của tỉnh. Chúng đã chú trọng đến vấn đề chất lượng cây giống, kỹ thuật trồng, cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù thị trường thu mua mủ cao su còn diễn biến thất thường đã gây tâm lý lo lắng cho nhiều hộ gia đình trồng cao su. Trong cây cao su vẫn là loài cây chủ lực mang lại lợi ích kinh tế cao, nên tỉnh Quảng Bình vẫn khuyến khích phát triển loài cây công nghiệp này theo hướng nâng cao chất lượng và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ tất cả các khâu trồng, chăm bón để cây cao su thực sự phát huy hiệu quả tại các vùng đất gò đồi của tỉnh. Với lợi thế của vùng gò đồi, trong thời gian qua, huyện Bố Trạch đã tập trung phát triển chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi trở thành nghề sản xuất chính mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Nhờ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh nên tổng đàn gia súc gia cầm của huyện Bố Trạch không ngừng tăng lên. Đến nay, đàn gia cầm đạt gần 640.000 con, đàn trâu bò là 30.000 con, đàn lợn 107.000 con. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, huyện Bố Trạch đang chỉ đạo các địa phương chủ động đến công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc gia cầm, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Mặt khác, khuyến khích bà con nông dân tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, sinh hoạt đàn bò, nạc hóa đàn lợn, góp phần nâng cao chất lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo của các vùng quê. Tuy nhiên, là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nên sau hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch chỉ mới đạt 4 trên 19 tiêu chí. Theo đó, xã Quảng Tiến mới chỉ thực hiện được 4 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đó là quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, hệ thống chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội. Trong tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn, toàn xã mới bê tông hóa được trên 3,9 km đường giao thông nông thôn liên xã, 1,2 km đường ngõ xóm. Để phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã hiến trên 2.000 m2 đất, tường rào và tài sản trên đất, ước tính gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn xã vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Bên cạnh khó khăn về tiêu chí đường giao thông nông thôn, thì hiện tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch vẫn chưa hoàn thành các tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới như thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo. Dự báo thời tiết Quảng Bình trước và chiều ngày 4 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.